Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Bữa hôm nay mình có một món ăn độc lạ bên Mỹ. Ốc mỡ nè. Trời, hàng hiếm bên Mỹ nha các bạn. Ốc mỡ xào bơ tỏi nha các bạn. Hàng hiếm nha, nhìn nè. Con nào con đấy nè. Ồ, nhưng mà ốc mỡ là hàng hiếm. Bây giờ sò huyết nữa các bạn ơi, nhìn nè. Sò huyết xào me, sò huyết rang me đi các bạn ơi, nhìn nè. Cái này là sò huyết Bạc Liêu, bay từ Bạc Liêu qua bạn. Không, ở người dân Bạc Liêu bắt lên, rửa sạch, cấp đông, bay qua Mỹ cho mình ăn. Ốc mỡ các bạn, người dân bắt được, trời nhìn ốc mỡ nè. Cấp đông bay qua Mỹ cho mình ăn. Bây giờ mình đi chế biến các bạn nha. Đó. Bên đây cái mền cao hơn này sao lập nữa. Okay, các bạn ơi, thì ở đây mình có một cái chảo là mình sẽ xào bơ tỏi. Bên đây là một cái chảo mình sẽ xào me các bạn ha. Okay, các bạn ơi, sò huyết mặc dù nó là sò huyết đông lạnh các bạn, nhưng mà nó vẫn còn giữ được độ tươi các bạn nhé. Còn những ốc mỡ này các bạn nhìn nè, nó vẫn còn giữ được độ tươi. Trời, con này bự quá các bạn ơi, nhìn nè, con này bự ghê không đó. Ốc mỡ quá ngon các bạn. Bây giờ tỏi nó đã thơm rồi các bạn ơi. Thôi, ốc mỡ hồi xưa bên Mỹ nó không có bán các bạn, nhưng mà nó thật, nhưng mà bây giờ bên Mỹ cái gì cũng bán hết các bạn ơi. Cái này á, cái người bán của mình á, họ nói á, đi về Việt Nam lấy hàng 2 ngày sau là có mặt bên Mỹ các bạn. Công nhận bây giờ mấy cái công ty vận chuyển hay, 2 ngày là có mặt bên Mỹ. Đó, bây giờ thì mình nói thật sự với các bạn, mấy con ốc này mình chỉ xào đơn giản nặng là ngon nhất rồi. Không có cần nhiều đâu. Rồi, bây giờ mình thì mình sẽ lo phần sò huyết, con vợ của mình thì nó lo cái phần trội. Trời tối luôn rồi. Âm thanh dư tai quá các bạn ơi. Quá ngon luôn. Ủa, còn sống quá. Ở đâu có con ốc xà cừ. Ở đâu có ốc xà cừ các bạn. Nó đạp đạp cái giọng. Con trai. Cố lên con trai ơi, cố lên. Âm thanh vui tai quá các bạn. Sò huyết xào me, bảo xào bơ tỏi. Thơm quá.
ngồi đây chơi với ba nha. Trời, thấy mình về cứ mừng lắm nha các bạn. Ngồi đây chơi với ba nha. Ngồi đây chơi với ba ha. Chịu không? Đòi ba ẩm á, mà ba không ẩm đâu. Cảm ơn các bạn lúc nào cũng theo dõi kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Bởi hôm nay mình lại tiếp tục quảng cáo cho thương hiệu bia Budweiser các bạn. Ở bên Mỹ là mình phải uống bia Mỹ để ủng hộ nước Mỹ các bạn nhé. Nói thật sự với các bạn, người Mỹ họ rất là thích uống bia Budweiser các bạn. Nó giống như là một cái gì đó, hàng chất lượng các bạn. Ok. Thì đây rồi. Nguyên một tô ốc mỡ các bạn ơi. Đó, nguyên một tô sò huyết luôn các bạn ơi. Sò huyết và ốc mỡ thì các bạn đã biết rồi cho nên mình không cần giới thiệu nữa ha. Nhưng mà mình giới thiệu rau răm ha. Mình rất là thích ăn rau răm, nếu mà các bạn coi kênh của mình từ xưa tới giờ là biết rồi. Bây giờ mình sẽ lên mình thưởng thức cái món ăn bữa hôm nay các bạn. Và ở đây có một chai rượu nho, sao vậy con? Sparkling water. Đừng lên chứ ha. Con mình nó ngồi hồi nó tuột xuống mày. Nó ngồi hồi nó tuột xuống nha. Làm cho tuột xuống nha. Đừng có tuột xuống nha. Cái trán đỏ tươi luôn kia. Mệt quá. Đỏ mặt hết rồi nè. Không có giãn nữa ha. Không có bò nữa ha. Cưng lắm á. Nhìn mày mặt lên lỡ quá. Cố lên con trai. Cố lên con trai. Lật qua được phải lật lại được. Cố lên. Giờ lật qua cái một rồi ha. Giờ con phải tìm cách con lấy cái tay con lên rồi con ngóc cái đầu lên nữa là xuất sắc. Cố lên. Đó. Lật qua. Cố lên con. Con ngóc cái đầu con lên. Búng đi. Mệt rồi. Hai cái mệt quá trời. Mệt quá trời luôn. Wow, bấy. Vẫn kẹt cái tay chưa lấy cái tay ra được. Cố lên. Đạp đi con. Đạp đi, vơi đi. Giúp nó, anh em sao ấy không giúp con được.